mà bạn đang vướng phải lợ lần thì hãy xem hết video này của Thủy. Cái lỗi sai khi mà bạn bị vướng phải lợ lần là bạn đang áp lực về tiền. Mà nếu bạn đang áp lực về tiền thì tiền lại không về với bạn. Bạn có để ý rằng là từ khi mà bạn vướng vào nợ thì cái việc kiếm tiền của bạn trở nên khó khăn hay không? Khách hàng của bạn trở nên ít đi và những cái việc mà bạn không mong muốn nó cứ diễn ra khiến cho bạn mất rất là nhiều tiền, thậm chí mất nhiều tiền hơn. Thậm chí bạn cũng muốn bán cả nhà của mình đi để trả nợ, nhưng mà bạn bán mãi nhà của mình cũng không bán được. Vậy nếu ngày hôm nay anh chị nào mà đang vướng những cái điều trên mà Thủy chia sẻ, thì có nghĩa là bạn đang ứng dụng sai về luật hấp dẫn. Một trong 6 quy luật của vũ trụ và trong luật hấp dẫn có nói rằng cái gì tập trung, cái đó mở rộng. Bạn càng tập trung vào đó thì bạn càng lại thu hút nó đến với cuộc sống của bạn nhiều hơn. Nếu bạn tập trung vào cái cảm giác thiếu thốn, bất an, lo lắng về tiền bạc, thì các khoản tiền đến với bạn ngày càng chậm hơn. Thậm chí có những cái thời điểm bạn cực kỳ bế tắc trong cái việc kiếm tiền. Đặc biệt là những bạn nào hay than. Bạn nói rằng là trời ơi, tôi kiếm ít tiền quá, tôi không đủ tiền để trả nợ. Thì những bạn đó Thủy khẳng định những cái cơ hội kiếm tiền của các bạn sẽ ngày càng mất đi. Và những cái cơ hội, những cái việc làm để giúp cho bạn tạo ra cái dòng tiền càng ngày càng ít hơn và mất dần đi. Có những bạn còn hay than như thế này. Các khoản nợ của tôi lớn quá, tôi có quá nhiều áp lực và tôi muốn từ bỏ. Thì anh chị có thể nhìn thấy công việc của anh chị ngày càng khó khăn hơn, nhiều vấn đề đến hơn, khiến cho bạn phải từ bỏ. Vậy thì ngày hôm nay, chúng ta phải làm gì để giải quyết được cái vấn đề này? Chúng ta đang nợ, mà chúng ta càng tập trung vào nợ, thì chúng ta càng mệt mỏi, nợ càng đến nhiều hơn. Vậy bây giờ chúng ta phải làm như thế nào đây? Bao nhiêu anh chị mong muốn điều này? Bao nhiêu anh chị muốn lội ngược dòng, biến con số không dương thành con số dương? Hãy tham gia vào nhóm đọc sách của Thủy. Hiện tại trong tay Thủy đang có một bộ công thức để giúp cho anh chị lội ngược dòng lại. Ngay chính bản thân của Thủy khi đến với câu lạc bộ, Thủy cũng mang với một con số không dương là hơn 10 tỷ. Nhưng sau 3 năm học tập và phát triển, Thủy đã lội ngược dòng lại đi đến thời điểm hiện tại. Thủy đã tự do về tài chính, tự do về thời gian và đi làm những việc mình thích, đi du lịch vòng quanh thế giới. Vậy bao nhiêu anh chị mong muốn cái điều này, hãy ấn vào đường link bio phía dưới avatar của Thủy để Thủy đồng hành, hỗ trợ, hướng dẫn cho tất cả các anh chị. Hãy follow và share video của Thủy để nhận thêm nhiều phương pháp ứng dụng luật hấp dẫn vô cùng hiệu quả.